Hello, xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmonsu.com, địa chỉ mua bán cái chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều ác game. Orange bao quy, danh tướng bao quy, thiếu niên tướng bao quy, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái ác game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em cái sự kiện sinh nhật đầy đủ của Orange Bao Quy ở bản Trung Quốc. Đấy. Ngoài ra thì sẽ là một chút gì đó xe cho anh em và hướng dẫn anh em cái cách nhận những cái sự kiện này cả trên web lẫn là trên game. Và cũng sẽ cho anh em biết là cái tổng giá trị mà có thể nhận được trong sự kiện này nó là gì. Đấy, đây mình dùng một cái Acklon, chỉ có Acklon thì tôi mới có thể sâu cho mọi người thôi, chứ còn app chính thì tôi đã nhận hết rồi. Đấy, đầu tiên chắc là có 50 cấu trúc rồi, sẽ có cấu trúc các kiểu rồi. Này chúng ta sẽ bỏ qua cái riêng cấu trúc này, nó có cái gì à? Đây đây đây, chúng ta sẽ có 100 cấu trúc. 100 cấu trúc thì hộp cuối sẽ là cho chúng ta chọn mảnh này, không có mảnh nâng kim, không có mảnh nâng ám kim nhỉ, không có mảnh nâng ám à, đấy à, không phải, không 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 có mảnh nâng ám kim tướng à, nó không có mảnh nâng ám kim tướng. Không không có không ạ, không có thì thôi, không sao. Đây là cái phần quà dương cuối các bạn sẽ nhận được. Đây đây là phần quà dương cuối này. Đấy, 1.000 vậy chúng ta sẽ có 500 KNB này, 800 KNB này. À, tôi sẽ cộng lại đi cho nó chuẩn. 500, xem mà tổng KNB nhận được là cái gì, là được bao nhiêu. Đấy, cộng 1.200, cộng 1.200 nữa. Rồi, đây sự kiện 100 cấu trúc trong cái đợt này. Cái này thì sự kiện sự kiện này thì cứ mỗi ngày vào nhận được 388 KNB đúng không? Cộng 388 KNB mình nhân cho 6 ngày. À đâu? À đúng rồi, 6 ngày. À, bởi vì sự kiện diễn ra trong vòng 6 ngày mà. Thì chúng ta phải lấy 388 nhân 6, nghĩa là mỗi ngày vào chúng ta đều nhận được 388 KNB hết. Đấy. Rồi này. Rồi, đây là một cái. Trong này thì thôi, chúng ta sẽ không bàn đến nữa về sự kiện ở trong này thì nó là sự kiện thường thường nhật rồi, chúng ta sẽ không bàn đến sự kiện ở trong này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sự kiện, đây là sự kiện đặc biệt dành cho sinh nhật của nó. Ở đây chúng ta có rất là nhiều gói quà khi thực hiện đủ các cái này như là các cái ngày hay là các cái như là các cái ngày thì sao thì chúng ta sẽ nhận được. Ui, nâng ám cái trang sách nâng ám thôi, không có gì cả. Dương này chúng ta nhận được, đây là dương tự chọn. Dương cuối nào, dương cuối chúng ta được 30 mảnh. Ôi, thế là một viên rồi. Thế là dương cuối chúng ta sẽ được một viên ám này, một viên nâng ám kim này. Cái này thật ra tôi biết là bên bản Việt Nam anh em sẽ không không đặt nặng cái vấn đề này lắm, bởi vì các bạn có thể mua được bằng KNB nhưng mà Trung Quốc nó không có, nên là cái này đều phải kiếm chay hết, nên là một cái này nó tương đương như một tháng trời liền, nếu chúng tôi nó quan trọng lắm. Đấy, đây là cái nâng trang bị ám này và một dương chọn tướng. Cái này thì nếu như là cái dương này này, ôi, nếu như là cái dương này thì nó sẽ cho ta chọn cả, nó cho ta cả chứ không phải là chúng ta phải tự chọn đâu. Dương này như là cho chọn cả luôn, cho lấy cả, lấy tất cả những cái đồ ở đây. Như vậy là chúng ta sẽ có về KNB thêm 1.288 KNB nữa này, 888 này, đấy, 688 này, đấy, 588 này, 488 này. Và cái gói có thể nhận được này là gói 388. Ủa thôi, tôi còn chưa kịp bấm vào xem là cái túi đấy có cái gì, nhưng mà tôi nghĩ là nó chỉ là vật phẩm EXP thôi. Rồi, đấy là cái dương mà chúng ta nhận được hàng ngày. Còn đây chúng ta sẽ có 3 sự kiện nhỏ này. Ở sự kiện đầu tiên thì nó đơn giản lắm. Sự kiện đầu tiên nó yêu cầu chúng ta phải làm cái nhiệm vụ ở trong này này, làm cái nhiệm vụ hàng ngày để kiếm cái điểm. Cái điểm nó sẽ là cái điểm nhận dưới này luôn. Nó sẽ là cái điểm nhận dưới này luôn. Ví dụ như này, ví dụ chuyển vào đây, mình dùng KNB mình mua này. Đấy, mình sẽ được
bao nhiêu, được 5 điểm, 5 điểm đấy, và đấy chúng ta thấy nó tăng lên được một nửa, 5 điểm đấy, anh em hiểu không? Chúng ta làm nhiệm vụ hàng ngày đấy, sau khi mình sẽ làm một cái cho nó đủ, cho nó đủ tất cả đi, cho nó chắc kèo luôn. Đây ví dụ như là mình chỉ làm hòm hòm thôi, làm nhiều hơn tôi ngại Aclon mà làm được tầm 200 điểm thì các bạn sẽ nhận được 200 điểm trong này, các bạn sẽ kích hoạt được ở dưới này đấy, các bạn thấy không, đây chỉ cần 10 điểm, 35 điểm, 60 điểm thì cứ mỗi lần mở một cái như thế này đạt một cái mốc đến 60 điểm thì các bạn sẽ kích hoạt được một cái bức tranh gồm ba vị tướng mặc định là nó cho như thế này đấy, như thế này đấy. Mỗi lần như vậy các bạn nhận được, bấm vào những cái hộp quà các bạn sẽ được quà đấy, đây là được 188 này đấy, cái này được nguyên liệu này đấy, bấm xong rồi thì cần vào đây, bấm xong nhận các bạn sẽ được một cái hình ảnh để thu thập đấy, sẽ thu thập ở ảnh chỗ này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cái ảnh, chúng ta hàng ngày sẽ làm nhiệm vụ để kiếm đủ 10 cái ảnh này. Đây chúng ta còn rất là nhiều phần quà khác nữa này đấy, phần quà này cũng là những phần quà có giá trị đấy. Tiếp tục nhá, ở đây chúng ta lại có những cái nguyên liệu y hệt như vậy, vẫn là lượng KNB như vậy, 188 thì chúng ta có thể nhẩm nhẩm ra một chút, tức là chúng ta chỉ cần lấy 188 nhân với 10 sẽ là tầm 1.000 nhân với 10 thì sẽ là 1.880 KNB cho 10 cái bức tranh này hàng ngày chúng ta sẽ kiếm được đấy, đúng không nào? Đấy đấy, cứ như thế này thôi, ba bước rồi đấy. Đấy chúng ta có hảo đôn là có bước đây, mai sẽ kiếm nốt, mai sẽ kiếm nốt và kiếm dần dần đấy, đây là số tranh chúng ta nhận được đấy. Sự kiện này nó đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ là được. Sự kiện thứ hai nào, đây là một sự kiện khá là thú vị đấy, sự kiện này khá là thú vị mọi người ạ. Kéo này sang đây. Sự kiện đã diễn ra trong vòng 6 ngày, 6 ngày với những cái dương quà đây đấy, có thể thấy những cái dương quà đây mình có thể tổng trộn mọi người, đây là 188 này đấy, 288 này đấy, 388 này đấy, hộp cuối là 1088 đấy, rất là nhiều phần quà luôn đấy, em thấy không? Cái nhiệm vụ này làm như thế nào, các bạn thấy những cái nhiệm vụ nó có cái sao này, có cái sao này đấy, có sao đây đấy, anh em thấy không? Sao này sau khi anh em mỗi cái nhiệm vụ càng cao thì cái nhiệm vụ nó sẽ yêu cầu càng cao, và khi các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ đó thì các bạn có thể nhận được những phần quà mà nó cho, đấy là 150 điểm và cái đá gọi là cái xu bạc này đấy, thì đây là gồm năm, cứ mỗi khi chúng ta hoàn thành năm cái nhiệm vụ bao nhiêu sao sẽ cộng vào số này cho các bạn. Ví dụ mình làm nhiệm vụ 5 sao, đây có 1 2 3 4 5, 5 sao là mắc đấy, nhưng mình biết là 5 sao hiện tại bây giờ đang là mắc thì anh em cố gắng reset đây để có thể ra những cái nhiệm vụ 5 sao mà làm đấy. Những cái nhiệm vụ này nó sẽ yêu cầu các bạn làm gì đây, đánh thắng 8 lần như sao. Cái nhiệm vụ thì nó hơi khó với tôi một chút bởi vì cái này nó là Aclon không đấy. Sau khi làm nhiệm vụ của nó yêu cầu xong ấy, thì sẽ nhận được, sẽ đánh, nó yêu cầu chúng đánh cái map đấy 8 lần thì nó sẽ nhận được đấy, chúng ta sẽ nhận được 100 một không không phải cho sao mà tính theo điểm, 150 điểm, 150 điểm ở dưới này luôn đấy. À đây còn định mệnh hiện sao, tưởng tính sao nó sẽ là điểm đúng không ạ, có cái điểm ở dưới này sẽ cộng thẳng vào đây luôn, tích được 1.000 điểm thì chúng ta sẽ nhận được hết tất cả các phần quà. Ở đây nó cũng có những cái nhiệm vụ 4 sao, 4 sao các kiểu, 4 sao các kiểu đây đấy, thì chúng ta có thể thu xếp làm nhiệm vụ cho nó chuẩn, bởi vì một ngày các bạn chỉ có thể làm được 6 lần nhiệm vụ này đấy, thì ví dụ như cái nhiệm vụ 5 sao được 150 điểm, vị chi lên là một ngày thì các bạn sẽ, thật ra cái này tôi cũng không biết chính xác là một ngày hay là trong vòng 6 ngày các bạn làm được, bởi vì hôm nay nó mới là ngày thứ nhất, tôi không rõ là ngày mai nó có reset hay không, hay là ngày mai nó có làm mới cái cụm nhiệm vụ này không đấy, cái này tôi không dám chắc, nhưng mà một ngày nếu như có làm mắc thì nó cũng chỉ được khoảng tầm 900 điểm thôi chứ không được 1.000, cái gói cuối cùng là sẽ không được 1.000, nên là sẽ có hai trường hợp xảy ra. Nếu như mà cái sự kiện này nó reset ngày, nó reset tất cả quà đấy luôn này, thì các bạn sẽ có lượng KNB rất lớn ở những hộp dưới này, nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ nhận được cái mảnh cuối cùng này, bởi vì cái nhiệm vụ này, cái điểm này cần một cái sự kiện, sinh ra sự kiện nào để kiếm nốt 100 điểm còn lại.
Còn nếu như sự kiện này là sự kiện duy trì trong tất cả sự kiện này thì kiếm 1.000 điểm này là dễ, nhưng mà nó chỉ dừng lại ở mức 1.000 điểm thôi. Chứ còn nếu như nó reset thì mỗi ngày các bạn lại tiếp tục làm nhiệm vụ 6 lần. Cứ như vậy trong vòng 6 ngày thì lượng KNB của bạn sẽ rất là cao. Còn bây giờ chúng ta cứ thử reset để làm full. Thật ra nếu các bạn cũng không cần reset lắm, bởi vì cái mốc cuối mới là 1.000, thì các bạn có làm mắc cũng không được lên được 1.000. Chính vì vậy nên là các bạn có thể ăn những cái mốc dưới này đến mức 500 là vừa. 500 thì chỉ cần vài cái nhiệm vụ như là kiểu như thế này. Đấy, anh em thấy không? Thế là tôi đã được 250 rồi. Làm mới phát này. Đấy, các bạn thấy không? Nó lại ra nhiệm vụ 5 sao rồi. Rất nhiều nhiệm vụ 5 sao rồi. Tôi lại ăn tiếp. Đấy, đã được 400 rồi. Đây lại có một cái tiếp tục này. 4 sao này, ăn tiếp. Đấy, lại 500. Thế là một ngày các bạn làm nhiệm vụ 5. Làm được 500 điểm của cái nhiệm vụ này khá là dễ. Còn cái 1.000 thì tôi cam đoan phải làm mới chơi được. Còn nếu như nó chuyển tiếp ngày mới, không bắt, không reset thì chuyện đó lại đơn giản rồi. Đấy, còn những cái nhiệm vụ này các bạn vẫn phải làm. Mà dù các bạn mắc rồi các bạn vẫn phải làm cho nó full nhiệm vụ hàng ngày. Để làm gì? Để các bạn nhận được cái xu này. Đấy, cái xu để làm gì? Đổ trong shop này. Đấy, em thấy không? Đấy, trong shop này thì không có KNB đâu nên mình sẽ không cộng vào. Nhưng mà cái xu sẽ phải đổ trong shop này. Đấy, hàng ngày thì các bạn vẫn có thể làm được, làm để nhận được xu vàng. Cái này thì mình nghĩ nó là nạp, nó là nạp. Đây, cái này nó sẽ là nạp, nạp để nhận được 500 điểm. Nạp này có thể nhận được 500 điểm. Cái này nhận điểm này. Đây, các bạn nạp đúng rồi, sẽ chuyển sang nạp thì sẽ nhận được điểm vào cái phần còn lại. Một cái xu vàng này tôi kia tôi cũng nhận được cái xu vàng này, tôi chưa xác định được là làm sao để nhận được xu vàng này, nhưng mà tạm thời thì sự kiện này sẽ dừng ở đó. Mình sẽ lấy cái tiêu chí đó là sự kiện này nó không reset để cộng KNB mức thấp nhất. Còn nếu như mà cộng kia nó lên đến 18.000 KNB thì nó hơi nhiều. Cái đấy thì ngày mai mình sẽ thông báo cụ thể cho mọi người khi mà làm edit video này xong, để mình check xem có chuẩn không thì mình sẽ thông báo cho mọi người về cái này nó sang ngày mới nó có reset hay là không. Đấy, à đây, xu vàng nó nằm ở đây không? Nó sẽ có hai xu vàng nằm ở đây. Đấy, đúng rồi. À, sẽ có xu vàng ở cái dương cuối này. Với dương cuối này, hay nào tôi có xu vàng tôi biết nhận đâu. Và cái này nó là sự kiện nạp để làm ngốc cái nhiệm vụ. Đấy, rồi cái nhiệm vụ cuối cùng là cái này thì nó cái nhiệm vụ này thì thật ra là tôi cũng chưa hình dung ra được là cái điểm ở trên này chúng ta lấy ở đâu, 239 này lấy ở đâu cũng không biết chính xác lắm. Bởi vì vào một cái là nó đã cho ta biết luôn cái điểm này. Thì tại bây giờ tôi đang có 239 điểm. Tôi cũng chưa hình dung mà sao tôi có 239 điểm. Nhưng mà tôi biết là một ngày chúng ta sẽ có 2 lần đi. Và mỗi lần sẽ tiêu hao cái điểm này để có thể đi nhận những phần quà này. Anh em thấy ở đây chúng ta có một số nhân vật như Lữ Bố, Cánh Rơi này, Đầu Moi này, rồi Quách Gia này, rồi Chu Du này, rồi Triệu Vân cưỡi ngựa. À quên, thằng nào vậy? Trương Liêu. Như Trương Liêu. À không, Mã Siêu. Quả gà này là Mã Siêu rồi. Triệu Vân mới ra các lượng. Đây, đi thì đi ở đây. Còn cái sự kiện là còn cái dương này, như là đây là cái dương của toàn server nên là chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thôi. Cái dương toàn server này ở đây chúng ta sẽ có một cái, trong cái dương này sẽ có một, có chắc chắn một cái là có cái hùng, có cái chiến hồn Aztec. Đấy, hùng bá đúng không? Đấy, trong này sẽ có một chiến hồn Aztec này. Đấy, đây là những phần quà của nó này. Đấy, anh em thấy không? Đấy. Đấy. Đây thì có 388 KNB, nhân tiện mình cộng vào luôn. Đấy, 288 KNB này. Đấy. Đấy, đây là những phần quà của nó. Thì mình xin phép nhận trước. Đấy, đây là những cái như kiểu là toàn server chơi. Còn đi các bạn đi ở đây, một ngày chúng ta sẽ có 2 lượt đi. Nó như kiểu tung xúc sắc ấy. Ở đây. Đi tiêu hao cái điểm, đi tiêu hao điểm. Đấy. Thật ra đến thời điểm hiện tại bây giờ mình cũng thì ra cái điểm đó là điểm chúng ta làm nhiệm vụ ạ. Đây, sau khi hết thì chúng ta mới biết là thì ra là vậy, chúng ta sẽ đi chúng ta làm những cái nhiệm vụ hàng ngày để kiếm cái điểm dịch chuyển này. Đấy, rồi ok tôi hiểu rồi. Ví dụ như là đánh cái này đi chẳng hạn. Quét cái này đi, điểm thể lực mình nhiều, mình cứ quét thoải mái đi. Đấy, quét hết rồi.
Rồi, quay trở lại xem. Đấy, tăng lên được một tí rồi đấy. Thì ra là vậy, chúng ta sẽ đi làm những cái nhiệm vụ này để có thể kiếm được cái lượng điểm. Để có thể kiếm được cái lượng điểm để mà chúng ta có thể đi. Rồi ok. Căn bản hôm nay tôi làm hết rồi nhưng tôi cũng chả hình dung được là đủ chúng ta phải như vậy. Đây, trong đây là sự kiện lại trong này. À đây, đánh boss các kiểu, diệt phí các kiểu trong một map như các kiểu. Thì các bạn sẽ nhận được Aclon làm nhiệm vụ nhục thế nhở. Rồi. Thật ra là mình đã đi bằng ác chính của mình rồi. Đấy, cứ đi xong nó sẽ reset lại quà, các bạn lại chạy tiếp. Đấy, mỗi ngày các bạn sẽ có 2 vòng, có 2 lượt, các bạn cứ hoàn thành ăn hết tất cả các cái quà này là sẽ tính là cho các bạn 1 vòng. Đấy, thì hàng ngày các bạn cứ đi, điểm thì các bạn kiếm ở cái vừa rồi mình vừa chỉ, thế là được. Nên tất nhiên cả những phần quà ở đây. Đấy, đấy là xong. Đấy là 2 cái sự kiện, đấy là 3 cái sự kiện trong sự kiện sinh nhật này mình muốn chia sẻ với mọi người. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện nhỏ nhỏ nữa, đó là event ở trên web. Sự kiện này mình để link ở dưới phần mô tả video cho mọi người nhá. Đấy, link ở phần mô tả video cho mọi người. Cũng được một lượng KDB khá là nhiều ấy, chứ cũng không ít đâu. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể nhận full được này. Có thể nhận full được. Thì như ở đây chúng ta có cộng với 268 này, cộng với 288 này, cộng với 388 này, rồi cộng với 328 như vậy. Đây là tổng những cái sự kiện có thể nhận được đến thời điểm hiện tại bây giờ là đã rơi vào tầm 18.000 KDB rồi. Còn nếu như cái sự kiện kia mà tôi nói ấy, nó mà có reset hàng ngày ấy, thì các bạn sẽ nhận được lượng KDB rất lớn, nó sẽ rơi vào tầm khoảng gần 40.000 KDB. Gần 40.000 KDB. Và sáng mai khi mình làm video này thì mình đăng lên vào thời điểm sáng mai thì mình sẽ chốt được cái lượng KDB các bạn có thể nhận được. Đấy, với sự kiện này thì link ở dưới phần mô tả video, mình sẽ không đăng lên Facebook đâu bởi vì nó bị chặn link. Đây, bấm vào đây sẽ hiện ra một cái bảng này. Đầu tiên là chọn server. Ví dụ như là anh em dùng iOS thì có thể chọn App Store. Anh em dùng Android thì chọn với cái mục cuối như này. Hoặc là anh em sẽ chú ý cho mình nhìn vào cái tên. Nếu thiết bị các bạn có thể đặt sai, đặt lệch những cái hệ điều hành này đi thì các bạn lưu ý nhìn hộ mình cái tên cho nó kỹ, không anh em bấm nhầm. Đây nhá, Android đây nhá. Tiếp theo chọn server. Ví dụ như con app này mình đang test đây cho mọi người là nó thuộc server S130. S130 này, bước xuống rồi. ID nhân vật đây, A939 72727. Cho mã xác thực ở đây 9. Đấy, nó sẽ đăng nhập, nó sẽ hiện tên nhân vật của các bạn. Trúng server thì sẽ hiện tên nhân vật, còn sai thì nó không hiện đâu. Ở cái sự kiện đầu tiên này, nó là sự kiện có lẽ không dành cho những anh em đang chơi, đây là sự kiện quà trở về, dành cho những anh em nào ọp thì chuẩn hơn. Nên là cái này chúng ta sẽ không cần bấm vào. Chúng ta sẽ tích ở dưới đây. Đầu tiên là sự kiện một cái dùng để chúng ta chia sẻ. Cái sự kiện này nó bắt chúng ta chia sẻ, thế nó không cần phải chia sẻ, chỉ cần hiện lên là được. Tắt đi. Đấy, như thế này thôi là nó đã ok rồi. Phần quà nó đã bay vào trong rồi. Đấy, vào game check quà. Đây, quà đầu tiên luôn. Nhưng lúc ấy tôi phải nhận hết cái đám ở dưới này đi cho các anh em có thể nhìn rõ ràng hơn. Gói quà này là gói quà này. Đấy. Rồi, chỉ đến được vậy thôi. Còn cái quét QR này thì mình nói thật, quét nó cái kiểu gì ấy, nó hên xui á. Có thể quét mà nó vẫn không cho chúng ta nhận. Thường thường là hồi xưa mình hay dùng Zalo có cái quét QR ấy. Thì để quét cái này thì các bạn phải nhận được quả như dạo này. Ê, tôi đánh thế sao tôi quét mà nó có bao lỗi. Một, sau khi các bạn quét xong nhá, nó sẽ đẩy các bạn lên cái website này. Nó vẫn quay trở lại cái web này thôi. Cho nên các bạn đăng nhập cái tài khoản, chính cái tài khoản này vào. Hoặc là đăng nhập một cái tài khoản mới vào. Hay đăng nhập một cái ID của server khác vào thì nó sẽ nhận được ngay. Ở đây nó không, dạo này nó bị lỗi, nó bấm không nhận được. Cái này thì bỏ, chứ có chúng ta không biết. Rồi, nhưng mà đó là tất cả những cái gì trong sự kiện sinh nhật. Đến ngày hôm nay là ngày đầu tiên khai mở sự kiện sinh nhật này diễn ra. Và chắc chắn là từ giờ cho đến khi mà kết thúc tháng 10 còn rất là nhiều sự kiện nữa sẽ ra mắt dần dần. Và nếu có thể thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Ok, bây giờ thì xin phép kết thúc video đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.